Sumitomo 2,5 tấn, lưng TCM 2 tấn 6. Đấy, di chuyển cầu công. Khách hàng thử xe và test xe. Đấy, quay video gửi đến bác khách. Con TCM này là 1,5 tấn. 1,5 tấn tại thì tự trọng của nó và 2,6 tấn. Là 4 bánh đặc. Có khỏe à? Để quay cái tự trọng con này này. Luôn. Con này 1,9 tấn anh ạ. 2,6 tấn gì đấy? 2,660 đấy. Đây bảo là để anh bỏ. 2668, 2680. À. 2,6 tấn nhá. Trọng theo thiết kế là 2,6 tấn. 2,680 và 2,7 tấn. Chạy nhẹ thôi mà. Ga không cần hết ga lên. Quá khỏe à? Đấy, chuyển chức năng theo yêu cầu, lốp láp vậy thay thoải mái. Máy quá khỏe, quá rẻ luôn. Luôn. 2,7 tấn rồi. 2,5 tấn, lông 2,7 tấn, nhẹ nhàng. Leo cầu công này. Ok. Ôi ơi, về đây, về đây, về đây.